nay gia đình chúng tôi đi liên hoan bữa hải sản của Quảng Ninh. Tất nhiên là tháng 11. Đây là quay thật đấy. Mùng 1 tháng 12 ngon đấy. Chưa? Đấy. Đây là nầu, nầu của Quảng Yên. Rất là ngon. 17 tháng 10 đã ăn tất nhiên. Đây là các món ăn của hải sản Quảng Yên. Đây là bà ngoại mình nhá. Đây là bà ngoại thứ hai nhá. Đây là phu nhân của tôi nhá. Đây là con dai cưng. Đấy. Còn đây gia đình. Đây là thức hoài. Đây là thức. Đấy, chẳng có gì cả, chỉ có một số cái hải sản ngon như thế này này, nồi nẩu, nước dùng rất là ngon. Đấy. Có bác nào muốn uống rượu Ba Kích thì ăn hải sản. Đây là rượu Ba Kích thức hoài nhá. Đấy. Đấy, rượu Ba Kích. Đấy. Còn đây là chai rượu vang của Thương Hoài nhá. Bay đi mỗi đi bay. Bác nào muốn có nhu cầu uống rượu Ba Kích hay là ăn hải sản của Quảng Yên thì cứ alo cho Thương Hoài nhá. Xin chào, chúc các bác một buổi vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nhá.